ca mô ni phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là 24 ha. Hôm nay là 25 tháng 6 năm 2000. Như thường lệ là sáng Chủ nhật tại chùa Vĩnh Nghiêm chúng ta học về duy thức học. Bây giờ đây thì nó tới kỳ thứ 31. 32 xin lỗi. Tới kỳ 32 chúng ta tiếp tục học về Bát Thích Quy Củ. Xin đại chúng để ý là Bát Thích Quy Củ là mình học bổ sung, và những cái bài kệ này là phát yếu cái bộ duy thức tam thập tụng mà mình đã học rồi, và nó cũng là phát yếu của toàn bộ cái hệ thống giáo lý duy thức. Cho nên cái này mà nếu mà đi sâu và dụng ý học Phật để đi sâu thì cái này nó hay lắm. Thì bây giờ chúng ta học bốn câu đầu nè: tánh duy vô phu, ngũ biến hành, giới địa tùy, tha nghiệp lực sanh, nhị thừa bất liễu nhân mê chấp, do thử năng hưng luận chủ tranh. Nó có nghĩa là để bác thức thì cái tính của nó là vô phu vô ký, nó tương ứng với năm cái món tâm sở biến hành, vì tâm sở biến hành cũng cùng cái tính vô phu vô ký như vậy. Họ sẽ nói tâm giới hay là ở cửu địa, để đắc thức không có khả năng tạo nghiệp nhân để thọ lấy quả, mà nó hoàn toàn do tha nghiệp lực dẫn dắt thúc đẩy nó thọ sinh thọ nghiệp. Thọ cái nghiệp lực chỉ là do năng lực tạo nghiệp của đệ lục ý thức trong tám thức tâm vương. Ý thức là một chàng lanh lợi đáng kinh nghi. Thành ra là giới địa tùy tha nghiệp lực. Tha nghiệp lực sanh, chữ tha đó là chỉ cho đại lục ý thức. Hàng nghĩ thề tức là hàng thâm văn và duyên giác không biết có đệ bát thức. Họ chỉ biết có sáu thức. Trình độ hiểu biết của họ ngang với những cái nhà tâm lý học chủ trương ngoài năm giác quan biểu hiện dễ biết, còn một giác quan khó nhận, gọi đó là tiềm thức hay là tức là đệ lục ý thức vậy. Do vậy duy thức học luận chủ phải tranh luận chứng minh rằng ngoài sáu giác quan, con người còn phải có đệ thất, đệ bát thức nữa mới đủ yếu tố cho sự sống còn. Chẳng hạn lúc ngủ không chiêm bao, khi ngồi nhập định diệt tận, nhập định vô tưởng, và lúc bị chết ngất, duy trì sinh mạng khi con người không còn ý thức ấy, rõ ràng là công lao của đệ thất và đệ bát a la gia vậy. Bây giờ tới cái đại tụng thứ kế tiếp thứ hai là hào hào tam tàng bất khả cùng, quyên thâm thất lãng cảnh vi phong, họ nguyên trì chủng can thân khí, mà khứ hậu la tiên tác chủ ông. Hào hảo tam tàn bất khả cùng, tức là nói rằng là cái đệ bát thức này đó, ở đây là mình học cái bài tụng về đệ bát thức. Hào hào tam tàn bất khả cùng là nói rằng là cái đệ bát thức á, cái a la gia thức mà tôi dịch là tàn đó, nó có ba cái nghĩa tàn. Cái tàn là
là nó chứa đựng tất cả những cái hột giống, cái chủng tử của vạn pháp. A lại gia thức dịch là tàn, mà nó có ba nghĩa. Năng tàn là để chỉ cho cái tổng thể mà hiện tượng vạn hữu không có cái nào ngoài nó hết, nó chứa trùm hết tất cả cái hạt nhân, cái chủng tử của hiện tượng vạn hữu. Đó là cái nghĩa năng tàn. Giống như những lần nọ tôi vẽ cái vòng tròn, trong đó núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá gì là tất cả từ lớn chí nhỏ không ngoài cái vòng tròn đó được, không còn cái gì ngoài cái vòng tròn, là mình hình dung vậy thôi chứ kỳ thật không có cái vòng tròn nào hết, mà là tất cả trời mây non nước cỏ cây hoa lá sơn hà đại địa, hữu tình vô tình, động vật pháp vật thực vật gì đều nằm trong đó hết, không có cái nào ngoài nó được. Thế thì cái đó là cái nghĩa năng tàn của cái đề bát a la gia thức đó. Còn cái nghĩa tàn thứ hai là gì? Là sở tàn. Sở tàn là gì? Sở tàn là người ta không nhìn về cái hình dung như cái vòng tròn chứa đựng nữa, mà người ta nhìn rằng là núi sông đất liền trời trong mây nước cỏ cây hoa lá thực vật phán vật động vật hữu tình vô tình tất cả đều là để bác a la gia, tức là cái nhìn bên cái mặt hiện tượng, từ cái chủng tử duyên sanh ra hiện tượng, không có hiện tượng nào là ngoài cái năng tàn đó mà có ra được, mà sinh ra được. Do vậy cho nên nhìn về bên mặt hiện tượng đó, vạn pháp duyên sinh thì nó có cái tên là sở tàn, tức là những cái sự vật hiện tượng bị chứa đựng, còn năng tàn là cái chứa đựng sự vật hiện tượng. Và cái nghĩa tàn thứ ba là ngã ái chấp tàn. Ngay cái tàn tức là chỉ cho cái mặt na thức, chỉ cho cái công dụng chấp ngã. Thành ra thứ đệ nhị đang biến thị thức danh mặt na y bỉ chuyển viên bỉ. Chữ bỉ tức là ai là gia. Cái thức mặt na thức thứ bảy này nè, nó luôn luôn là nó bám sát và nó nương gá nơi đệ bát a la gia thức mà chuyển sinh ra đó. Nếu không có đệ bát a la gia thức thì không làm sao có cái thức thứ bảy được. Vì vậy hai cái đó nó đi sát nhau. Hãy khi nào có một dòng sinh mạng là có một cái ý niệm về chấp ngã, mà ý niệm chấp ngã đó tức là ngã ái chấp tàn, mà sau này nó thành được cái món năng biến thứ hai, gọi đó là đệ nhị năng biến. Thế thì cái nghĩa ngã chấp tàn là cùng với cái năng tàn sở tàn không bao giờ tách rời ra. Hễ có sự vật hiện tượng là nó có cái ý niệm về sự tồn sinh, sự hiện hữu, ý niệm chấp ngã kèm theo chứ không bao giờ rời nhau. Do vậy cho nên là gọi cái đề bát thức gọi là hào hào tan tàn bất khả cùng. Nó có ba cái nghĩa tàn đó, nó rất là sâu xa. Nó sâu xa, nó rộng lớn, tư duy nó mênh mang như là biển vậy. Chữ hào hào đó là nó mênh mông và nó sâu xa và nó vi tế, giống như là mình nhìn trên mặt biển vậy. Nếu mà nhìn không khéo nhìn thì mình không làm sao mình nhìn thấy hết được những cái gì của mặt biển và cái bờ mé của biển là ở đâu, không nhìn được. Cho nên dùng chữ hào hào tức là nó mênh mông vô cùng. Ba cái nghĩa năng tàn sở tàn ngã chấp tàn này nó mênh mông, nó rộng lớn, nó bao trùm, nó sâu xa. Nguyên tâm thức lãng cảnh vi phong, ta ví cái đề bát thức này là như là một cái vịnh đó. Cái vịnh sâu, nguyên là cái vịnh, cái vực,
cái bệnh, chẳng hạn như cái bệnh Thái Lan vậy, mà cái bệnh thật là sâu. Thì nó trong cái bệnh đó, cái bệnh của biển đó nó sâu, nó thấm sâu, mà luôn luôn là sống mòi bong bóng, nó sinh ở trên cái bệnh đó. Bao nhiêu sống mòi bong bóng mà sinh ra đó, đều là sinh ở trong cái bệnh đó, cái bệnh sâu đó. Để nói lên rằng là từ nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạt na thức đều là sinh ở trong cái đệ bát thức. Đệ bát thức là giống như cái vịnh, như cái vực, từ đó mà sinh ra sống mòi bong bóng bọt. Ngược lại, sống mòi bong bóng bọt không thể không có cái vịnh đó mà tự nó sinh ra nó được. Do vậy cho nó là cái chỗ để mà nó duyên khởi, nó sanh ra bảy cái thức trước, kêu bằng thất lãng là bảy cái sóng, bảy cái lượng sóng, bảy lượng sóng tiêu biểu cho tiền thất thức. Tiền thất thức là đều sanh ở trong đó, không bao giờ ra ngoài cái đó được. Cũng như mình học bữa hổm mà, trong tám anh em có một ả si, tức là đệ thất thức đó, một chàng lanh lợi đáng kinh nghi là đệ lục thức. Năm em đoan đã mời đưa khách, tức là tiền ngũ thức, quản lý gia can một chị hiền. Chị hiền ở đây là uyên thâm, uyên thâm là chỉ cho cái đệ bát thức đó. Quản lý gia can một chị hiền tức là đệ bát thức. Còn thất lãng tức là năm thức trước cùng một dàn lên lại đáng kinh nghi, năm em đơn đã mời đưa khách và một dàn lên lại đáng kinh nghi cùng với có một ả si. Cho nên là cái này mà nếu mà học Phật dụng ý mà học thì học thích lắm đó. Tôi mới nghe ông Tâm An này, ông đòi ông nói thầy giảng gì dài quá, giảng cái khác có ý kiến vậy đó, không có biết học, không biết học. Ta ăn cái thứ rau nào đó, cái gạo nào đó mà nếu mà nó ngon là ta ăn, ta ăn từ 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 từ, ta lấy cái ngon của cái gạo nặng hơn, rồi ta lấy cái ngon của rau nhúc chấm với cái nấm mối kho. Nấm mối, nấm rơm rồi kho vô, rồi nêm bột ngọt cho ngon, rồi lấy rau nhúc rồi chấm vô, rồi ăn cái gạo nặng hương nó ngon thấu trời. Đòi gì nữa? Đòi được kiếm ba bắp chú xin dằn quách ra ngoài chợ đem về thì ngốn vậy hay sao? Ngốn làm gì nhiều thứ bắp chú xin đó. Còn cái bắp chú hột là mua 20-30 ngàn bắp dễ gì mua, rồi đòi đi mua 20-30 ngàn bắp chú xin đi về sắc ghép mà cả tộn vậy ăn. Ăn được gì giúp mình giúp mấy mà chết rồi. Thế là học như này nè, mà nếu mà tăng ni hay là Phật tử nào mà ham nghiên cứu khoa học là học như vậy đó mới là chính. Là quan tâm thất lãng cảnh gì không mà thọ quân trì chủng căn thân khí. Rồi học cái này nó như là máy tính, mà máy tính máy á. Còn mình học chi thức mà không khéo là giống như là mình nhân chia từ cộng bằng con số, viết từ chữ từ chữ rồi từ hàng hàng sắp xếp rồi mới cộng, cộng hàng trên với hàng dưới mới cộng, còn cái đấy chúng ta cộng luôn, làm như là tính, mà tính nghĩa là tính máy bằng vi tính vậy, nó làm sẵn cho hết à. Họ quân trì chủng căn thông khí. Cái đề bát thức này là nó tiếp thụ, nó tiếp thọ, nó quân tập tất cả, tất cả những cái gì mà đến mà duyên khởi mà sanh ra từ cõi đời này thì nó thọ, nó tiếp thọ, nó quân tập vô hết.
Cho nên là trên hiện tại mình có đời này không có cái nào là ngoài A-la-gia, vì nó là năng tàn mà đồng thời nó là sở tàn. Còn nói về cái bể bát sức của tâm mình đó nè, là thọ quân. Từ cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết nào đều nó quân tập hàng ngày thông qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, đều là nó tiếp thụ rồi nó quân tập vào trong cái A-la-gia hết. Do vậy cho nên là cái vui, cái mừng, cái buồn, cái giận, cái thương, cái ghét của mình nó nhiều khi là 30 năm trước mà bây giờ mình còn nhớ ra, ta gọi là hạnh. Hoặc là 18 năm sau ta hạnh. Hạnh cái chuyện 18 năm trước, một sự gian dở giữa tình yêu rỡ thành con la rồi không có nuôi, giận quá rồi sau này nuôi lớn đứa con được thì cho đi học võ thuật ở núi Nga Mi, ở núi Phong Thành, đem về đây là quýnh để báo thù cha nó bỏ ta. Thì chuyện 18 năm trước mình nói, mà còn nhớ để làm việc đó là do thọ quân trì, trì chứng của đệ đắc A-la-gia đó. Chỉ vì giận ông chồng mà nghĩa là con gái nghĩa là tuyệt đối cấm, không bao giờ được nhìn một thằng thanh niên nào hết. Họ nhìn là trị tội. Mà huấn luyện võ nghệ tuyệt chiêu, nhiều cái bí quyết truyền cho rồi mà gặp thanh niên là phải giết, giết tan bảo. Bởi vì cái vấn đề là 18 năm trước ta đã đau khổ gì vì cha của mày. Cho nên bây giờ là sau 18 năm rồi ta đã đào tạo được bao nhiêu cái bí kíp, cái gia truyền gì ta thụ hết, là ta truyền hết cho người vợ, gặp ta nên là chặt hết, nhất định. Thì làm cái việc đó là cũng do các họ quân trì, thì chúng cho nên nó mới nhớ dai vậy đó. Chứ còn nếu mà không có cái đệ bát A-la-gia mà nó thọ quân và nó trì chủng á, trì chủng tức là nó duy trì cái hỗn giấc đó. Không có cái sự thọ quân và trì chủng A-la-gia là mình ngủ một giấc rồi là mình quên hết. Mà sao nhớ được chuyện 18 năm trước? Thành ra là căn thân, tức là về động vật hữu tình như con người, là hữu tình chúng sanh, trì chúng căn thân là khi thế giới, khi thế giới tức là núi sông đất liền trời tăng mây nước cỏ cây hoa lá, nói chung là hiện tượng sự vật thuộc về vô tình, đều là A-la-gia nó quân tập cái chủng tử, nó chứa định và nó duyên khởi, nó sanh ra cái hiện hành, sanh ra cái hiện tượng, nó duy trì cả cái hộp bốn của hữu tình và vô tình, rồi nó duyên sanh ra động vật và thực vật, khoáng vật, đều là để bác A-la-gia làm cái việc đó, chứa đựng cái việc đó, năng tàn và sở tàn, tức là chứa đựng việc đó rồi hình thành những cái sự vật hiện tượng đó, gọi là họ quân trì chủng căn thân khí. Căn thân khí tức là căn thân là thuộc về động vật hữu tình như con người, khí là khí thế giới chỉ cho các cái sự vật vô tình. Khứ hậu la tiên tác chủ âm, đây là nói về cái công dụng của cái thức, của đệ bát thức A-la-gia đó mà. Khứ thì khứ hậu, mà lai thì lai tiên. Lai tiên thì ví dụ như là nói về con người mình, cái bản thân con người mình đó mà. Thì nó hình thành bằng địa thủy quả thông không kiến thức bảy đại. Thế thì cái thức đại á là không có lúc nào là nó không còn. Cái thức đại nó ở trong cái không gian vô tận, thời gian vô cùng này, không có lúc nào là không có, ở đâu là nó không có. Tánh thức chân không, tánh không chân thức, thành tịnh bản nhiên châu biến pháp giới mà. Do vậy cho nên là đây ví như không, không có chỗ nào là không có hư không. Hư không cho bằng châu biến pháp giới,
Vì vậy cho nên là cái lúc mà chưa làm ra cái lọ này thì hư không cũng vẫn hiện hữu. Rồi khi làm ra cái lọ này, làm ra cái lọ này tức là cái lọ này làm sao cái hư không vốn có, cái hình thức của cái lọ này làm sao cái hư không mà tự nó có trước rồi. Cái ý nghĩa lai tiên là vậy, tự nó có trước rồi. Rồi bây giờ là hư không nó có trước rồi, cho nên làm ra cái lọ, làm ra cái lọ thì nó có hư không vào, hư không xâm nhập vào trong cái lọ này. À, do vậy cho nên là khi làm hình thành cái lọ đó thì mình thấy vừa lọ vừa hư không tới một lượt. Nhưng mà kỳ thật ra là cái đệ bát A-la-gia đó, A-la-gia thức á, cái đó nó có trước sẵn rồi. Do vậy cho nên đây là cái vấn đề mà thọ sanh của con người đó mà. Suy nghĩ ra cho cùng á, là địa thủy hỏa thông không kiến thức, mà địa thủy hỏa thông có sao cái kiến và thức. Nó có sao thì cũng mượn cái từ mà nói vậy thôi, chứ còn địa cũng là tánh sắc chân không, tánh không chân chân sắc. Thủy cũng là tánh thủy chân không, tánh không chân thủy. Thủy là chân không mà chân không là thủy. Nhưng mà trên cái bây giờ mà hiện tượng duyên sanh đó thì là mình thấy rằng là cái lọ này bằng vật chất là nó có sao cái hư không mông lung vốn có. Vì vậy cho nên là khi nào mà có làm ra được cái lọ này thì mới thấy rằng là nó mới có hư không. Nhưng mà kỳ thật là hư không vốn có trước khi có cái lọ. Cho nên gọi là lai tiên. Cái ai là do thức này lai tiên. Rồi khi mà cái lọ này nó bể đi á thì chừng đó hư không nó tan rã ra, nghe là không còn cái hư không nhỏ hẹp trong cái lọ này nữa, mà hư không đó nó trả về với cái hư không mà vốn có tự nhiên vô cùng vô cực. Do vậy cho nên là ta gọi là khứ hậu, tức là đi nó đi sau mà đến là nó đến trước. Rồi nói về mà trong cái cụ thể của kiếp con người ấy mà để cho người ta dễ nhận á, thì người ta cắt nghĩa như thế này. À, khi mà con người chết thì cái hơi nóng cuối cùng, để cái hơi nóng là cái biểu trưng, một cái biểu hiện của con người chưa chết hẳn, thì cái mà cái cuối cùng đó, mắt thì hết thấy được rồi, có nghĩa là mắt chết rồi, tai hết nghe rồi, có nghĩa là tai chết rồi, mũi lưỡi thân ý phân biệt không còn nữa, có nghĩa là coi như chết rồi. Mạng na không còn cách ngã nóng lạnh đau đớn nữa, có nghĩa là mạng na cũng chết rồi. Nhưng mà con người giờ nó chưa mục, mà nó còn qua thông qua cái hơi ấm của con người, mà con người mà ngày nào mà còn hơi ấm, hoặc là tim, hoặc là trán, hoặc là chân ha, thì con người đó để chưa có sình đâu, chưa có tan rã đâu. Điều đó chứng tỏ rằng là da còn đi sau đó, nó chưa đi, nó chưa tách ra cái xác thân, cái sức sống nó chưa có tách ra khỏi xác thân, thành ra con người chưa tan rã. Vì vậy mà nói về pháp y, người ta chưa cho gọi là chết. Và theo kinh nghiệm dân gian thì người ta cũng không niệm cái người mà còn có một cái điểm nào ấm nóng ở trong cái con người mà sắp liệt rồi. Vì cái đó là cái nguồn sống sinh mạng, cái nguồn sinh mạng sống còn của người ta nó còn chưa ra khỏi. Thế thì cái chữ mà khứ hậu ở đây là ý tôi muốn nói cái đó. Còn lai tiên thì như tôi nói đó, khi mà con người mà nó địa thủy hỏa thông hay là không ha, hình thành ra một cái thôi, một cái thai á, thì cái đó nó
nó chưa có thể thấy nghe ngửi nếm xúc biết gì được hết. Trong khi đó là cái chất liệu của cái kiến đại và thất đại của con người này, nó vốn có sẵn rồi, nó vốn có sẵn rồi. Nhưng mà tại vì cái vật chất thuộc về lục căn, về ngũ quan, lục căn con người nó chưa hình thành, mà trong khi đó là cái thần thức, cái thức của con người là nó hiện hữu rồi, nhưng mà tại vì lực căn ngũ quan chưa hình thành một con người, vì vậy mà lực căn và ngũ quan không có sử dụng được. Trong khi đó là thần thức là nó vẫn có. Do vậy cho nên là theo cái phân tách đó mà ta gọi đó là cái thần thức nó có sẵn trước, nhưng mà còn nó hình thành một con người để mà sử dụng được là tứ chi và ngũ quan là lục căn là nó thành tựu sao. Do vậy mà nó đến thì nó đến trước, mà đi thì nó đi sau. Nhưng mà trong cái đời sống hoạt động của con người thì là nó là làm chủ ông, chủ nhân ông. Một quản lý gia căn, một chi hiền, nó làm người chủ quản lý gia căn. Và kể tiếp là bất động địa tiền tài xã tàn. Đây là ta nói cái quá trình, giờ nói tới cái quả của nó, cái thành tựu của cái trên cái bước đường mà tu tập. Trên bước đường tu tập đó thì cái địa bát A-la-gia này tới cái địa bát, tới cái bất động địa, quan hỷ địa, ly cấu địa, diêm huệ địa, pháp quan địa, cực năng thắng địa, hiện tiền địa, viễn hành địa, bảy cái địa đó ta gọi là đệ nhị a tăng kỳ. Tu ngang đó ta gọi là người tu đạt tới cái địa vị đệ nhị a tăng kỳ kiếp. Nhưng mà tu tới cái địa vị mà đệ nhị a tăng kỳ kiếp đó, cái chủng tử thiện giả, tinh và uế, nó vẫn còn lộn lạo nha, chưa hoàn toàn lóng gạn để lấy riêng ra được. Nó giống như là cái lúc mà mình làm bột á, mình bồng bột rồi mình lóc bột á. Cái lúc mà người ta làm bột mì á, mà ta quậy bột mì cho nó tan ra, ta ngâm mì ra trong lưu vậy đó, rồi nghĩa là nó còn lẫn lộn nước và bột mì, nó lẫn lộn vậy. Thành ra lấy cái nước ra không được, với cái bột chưa có, nó còn lẫn lộn mà. Nhưng mà ta để cho cái bột mì mà thật rục rã rồi đó, thì người ta thấy nó lóng cái bột xuống, cái nước ở trên nó trong nửa lưu bột hoặc phần ba lưu bột, còn hai phần lưu nước trong, ta mới chắc bỏ cái nước đó đi. Thì nước rất là trong, không có tương quan gì với bột nữa hết, thì coi như lúc đó là ta mới tách ra được. Thế thì là từ cái sơ địa cho tới địa thất địa đó, thì bột và nước giống như tình trạng bột và nước còn lẫn lộn nha. Chúng tử thiện và ác, chúng tử vô minh và trí tuệ vẫn còn lộn lạo nha. Cho nên là cái tên tàn thức, cái tên a lại do thức, nó chưa có bỏ được. Cho nên khi nào mà mình chưa gạn lọc cái phiền não vô minh của mình đến một cái mức độ mà trong sáng, thật trong sáng là chưa có tách ra được đó, thì còn dùng cái tên là a la gia, còn dùng cái tên tàn thức. Mà cái từ tàn thức này là phải sử dụng nó cho tới khi nào mình được đến đệ bát địa, tức là bất động địa. Còn đệ thất địa về trước, đệ nhị a tăng kỳ vẫn còn xài cái tên a la gia. A la gia tức là tàn thức, bất động địa tiền tài xã tàn.
kim cang đạo hậu. Thế thì lãnh địa gì bất động địa đó mà. Ta bỏ cái tên này là do thức, ta bỏ cái tên tàn thức. Rồi tu thêm một giai đoạn nữa đã có cái địa vị gọi là kim cang đạo, tức là bất động địa, thiện huệ địa và pháp vân địa. Ba cái địa vị đó là gọi là A-tăng kỳ thứ ba. Qua cái bất động địa, thiện huệ địa và pháp vân địa thì nó có một cái địa vị ta gọi là kim cang đạo. Kim cang đạo tức là cái trí tuệ mà nó đạt tới cái đỉnh cao. Bây giờ coi như tất cả những cái phiền não vô minh có thể là không bao giờ nó tồn tại hiện hữu được. Cái trí tuệ đó nó chặt hết. Cái gươm, cái kiếm trí tuệ đó nó bén vô cùng, chém sắc như chém bùn đó mà. Thành ra là phiền não vô minh nào mà vừa hiện đến ở trong cái trí của cái người này, của người tu hành này, là người ta biết ngay, ta xóa, ta hóa giải nó trước. Thế thì đến cái địa vị cái bậc kim cang đạo hậu, cái là sau cái địa vị kim cang đạo này thì cái lúc mà bỏ cái tên tàn thức đó, thì là nó có cái tên là dị thục thức. Tới cái địa vị bất động địa, thiện huệ địa và pháp danh địa đó, thì ba cái địa vị sau đó nó còn cái tên là dị thục thức, chứ nó không còn cái tên là tàn thức hay là a la gia thức nữa. Bất động địa tiền tài xã tà, từ cái địa vị bất động về trước thì bỏ cái tên tàn thức đi, lúc bây giờ gọi nó là dị thục thức. Dị thục thức là sao? Nghĩa là cái thức đó nó còn phải căn cứ trên cái quy luật nhân quả. Dị thời dị thục, dị biến dị thục và dị loại dị thục còn sử dụng nhân quả chưa tách rời ra được. Nhưng mà tới được kim cang đạo hậu đó, tức là lúc đó là mình gọi là đẳng giác Bồ Tát, gọi là thành Phật đó mà. Đi tới cái đẳng giác rồi, tới cái dị giác thành Phật đó, thì dị thục không, có nghĩa là không có đặt cái vấn đề nhân quả nữa. Cho nên trong thiền sư, trong sách thiền tôi đọc có gì hỏi vậy, chứ còn Phật tới điện vị Phật còn nhân quả không á. Rồi tôi nghe trả lời sao đó, trả lời câu gì đó nghe khó hiểu lắm. Nhưng mà mình học cái này rồi nó kim cang đạo là dị thục không, cái điều Phật vẫn còn nhân quả. Bởi vì nhân quả là dựa trên cái hiện tượng dạng hữu của những cái pháp gọi là tục đế, pháp hữu vi, thì nó mới có nhân có quả. Chứ còn đã có cái địa vị mà kim cang đạo hậu này nè, nó thành diệu giác, là đẳng giác diệu giác rồi, là cái gì mà thuộc về sai lầm á, người ta hoàn toàn không có. Nhất thiết thân nghiệp tùy trí hoàn, nhất thiết khẩu nghiệp tùy trí hoàn, nhất thiết ý nghiệp tùy trí hoàn. Thân khẩu ý của người ta hoàn toàn phải sử dụng bằng trí tuệ, thì còn nhân nào quả nào nữa chứ. Cái ngôi nhà này nè, bây giờ đây nè, là tại vì ngôi nhà này nè mà sao mình sử dụng ánh sáng đây là bằng điện đây nè. Cho nên là mình cái nhân là mình mở công tắc thì điện nó sáng lên, là cái điện này nó sáng. Còn nếu cái nhân của mình á mà mình tắt cái công tắc, mình ngắt cái công tắc sao, thì cái quả là bóng điện nó sẽ tắt. Cái này nè, cái máy nói này cũng vậy nè, cái nhân của nó là do truyền vô cái âm ly kia, gọi là khuếch âm cơ. Ở đây gọi là mi âm, kia là khuếch âm, ở đây gọi là micro, kia gọi là amplificator. Thì nó có nhân có quả. Mà bây giờ ngắt cái dòng điện đi, thì cắt cái nhân đi thì cái quả nó sẽ mất. Còn như là ta đã có như là rồi, ví dụ giờ người ta không có xài, ta không vì đèn điện mới có ánh sáng, mà ta sử dụng ánh sáng ngoài trời, thì đâu có còn đặt cái vấn đề là gọi là cái nhân là đánh điện hay là cắt điện. Vấn đề đánh điện thì cắt điện nó không còn nữa. Đánh điện là có sáng, mà cắt điện là bị tối, không còn cần thiết để nói nữa. Vì ta không có xài điện mà, ta xài ánh sáng mặt trời, mà cái nhà người ta làm mặt trời quá đẹp, quá sáng. Đấy, do vậy cho nên là thành Phật rồi là không có nhân quả nữa, đừng có nói lơ thôi vậy đó.
Thì nó hỏi vậy chứ bây giờ là thành Phật rồi, thành Vô Lượng Bồ Đề rồi, có nhân quả không? Chỉ nó bái cúng ngựa ngoài kia, ví dụ vậy, nói theo kiểu đó thường xưa, bái cúng ngựa ngoài kia, để vậy để cho người ta tham, tham sao bái cúng ngựa ngoài kia, tham như tới khi là vậy là ý thầy mình nói rằng là thành Phật rồi không có nhân quả, à vì bái cúng ngựa ngoài đường đó không có đặt vấn đề nhân quả này, hồi nào không ai biết, thế được thầy mình bảo rằng là không có nhân quả, trời đất ơi chi cực vậy? Thầy mà giáo trò vậy là quá cực. Là ta phải học như đức rồi là mới nói thẳng kim cang đạo hậu dị được không? Phải cái điểm gì mà để tâm nó đăng kỳ rồi là sao nó kim cang đạo hậu rồi là không còn nhân quả. Vì sao vậy? Vì lẽ ra là thân khẩu nghiệp đều là ta sử dụng một trí tuệ, không có cái sai cái lỗi thì nhân, nhân gì để được lấy cái quả gì? Người ta tự sống bằng ánh sáng mặt trời hoàn toàn rồi thì ta không có vấn đề bánh điện hay là mở điện nữa đó. Tự nó sáng rồi, vĩnh cửu sáng rồi. Đây, do vậy mà kim cang đạo hậu dị thục không, qua cái đệ từ đệ thất địa về trước thì còn sử dụng cái tên A La Gia chưa bỏ, mà qua đệ bát địa, đệ thập địa, đệ cửu, đệ thập địa thì sử dụng bỏ cái tên A La Gia mà sử dụng cái tên dị thục, vì trong giai đoạn nó còn phải căn cứ trên nhân quả, trên cái quá trình tu tập còn sử dụng nhân quả. Nhưng mà đạt tới cái trình độ mà kim cang đạo hậu là bỏ cái tên dị thục luôn, vì không còn nhân quả được, không có nhân quả nữa, hết cái điều kiện để sử dụng nhân quả rồi. Nhân mở điện cho nên cái dẫn đường sáng, nhân ngắt điện cho nên cái dẫn đường bị tối. Sáng tối cần sáng hay là bị tối là tại vì cái nhà của mình nó còn tối, cho nên cần sáng thì phải đánh điện lên, à mà giờ không cần sáng nữa là cúp cắt điện đi thì nó phải là sáng tối, là tại vì cái nhà nó có tối. Còn ở đây có ta nghĩa là ta sử dụng cái ánh sáng này là ánh sáng của thiên nhiên, ánh sáng vĩnh cửu, thế thì là không có vấn đề đóng mở để rồi làm ra cái quả là sáng hay là tối, mà nó sáng vĩnh cửu cho nên không có vấn đề nhân quả. Kim cang đạo hậu dị thục không, dị thục có nghĩa là dị, dị tài dị thục, dị biến dị thục thì dị loại dị thục, có nghĩa là nó còn dựa trên nhân quả. Chứ dị thục là chỉ cho cái đạo lý nhân quả đấy. Dị thời dị thục là nói về nhân quả về cái mặt thời gian. Cái hoa này mà từ khi mà bắt đầu trồng nó cho tới khi mà nó thành cái hoa này là phải 2 tháng rưỡi đó. Thế thì nó thành tựu cái quả như thế này là phải 2 tháng rưỡi, gọi là dị thời dị thục. Dị biến dị thục là cái hồi mà trồng ra trong cái hộp của nó cho tới khi mà trồng cây 2 tháng rưỡi nó không hề có cái gọi là màu vàng, không có cái gọi là bông gì hết đó. Nhưng mà sau đó rồi nó biến ra, nó thành ra cái quả đó là bông, mà bông lại là màu vàng. Mà còn có cây khác cũng trồng 2 tháng rưỡi như vậy mà nó ra cái quả là bông, mà bông lại là màu tím, màu nâu, màu xanh chẳng hạn. Thế thì nó gọi là dị biến dị thục. Là dị loại dị thục. Dị loại dị thục cũng là cái lúc mình trồng, mình trồng hạt. Nhưng mà bây giờ là trồng cái một cái thứ hạt nào đó đó thì là cũng là trồng, cũng phân, cũng đất, cũng đất như vậy. Nhưng mà mình trồng nó ra trái, nó ra trái, có cái thứ đem ra trái để ăn. Thế thì là do cái công dụng của mình muốn mình trồng cái gì nó sinh ra cái đó. À, mình là phàm phu, nhưng mà nếu mà mình tu tập mà tâm hồn mình thánh thiện đó mà, thì cái thời gian sau đó qua vị thời vị biến rồi đó, nó ra vị loại cho thành mình không còn phàm phu nữa, mà mình là hiền thánh, mình là Thế Tôn, là Phật, rồi là vị loại như thục. Do vậy cho nên là kim cang đạo hậu là dị thục không, đại duyên vô cấu đồng thời phát, hổ chiếu thập phương sát trần trung. Cái câu này nói rằng là mình trên cái quá trình tu tập rồi đó mà, bỏ cái tên A La Gia
tên tàn thức rồi, đổi ra cho nó cái tên là dị thục thức, tức là còn dùng căn cứ trên nhân quả. Nhưng mà khi mà cái tên dị thục này dị thục không á, kim cang đạo hậu dị thục không á, tức là bỏ luôn cả cái tên dị thục thức nữa, thế thì nó còn cái gì? Bây giờ đây ta gọi là chuyển cái thức thành ra cái trí à. Thành ra mình tu là chuyển không nhá. Đây là học gì thức vậy, đây là học vậy, đây là cách gì, đây là ai ai đòi bỏ cái này, đòi muốn kiếm cái gì nữa. Học đây là tu đó à, học vậy là tu đó chứ. Đại viên vô cấu đồng thời khắc chuyển cái thức a la gia, nó thành ra cái đại viên cảnh, cảnh trí. Mà bây giờ nếu ta dùng nó, cái tên của nó là, ta gọi là vô cấu thức, cũng là thức chứ không phải là cỏ cây. Cái con người lúc này cũng vẫn còn sử dụng cái trí tuệ, sử dụng cái nhận thức, cái hiểu biết, chứ không phải là nó trở thành cỏ cây qua đá gì hết. Nhưng mà ta gọi là vô cấu thức, nó trở thành ra cái đại viên cảnh trí. Cái trí nó làm đại viên cảnh. Đại viên cảnh người ta biết nó như là một tấm gương, mà tấm gương cái bằng để bề nào nó cũng tiếp thu hình ảnh của sơn hà đại địa, tất cả đều ảnh hiện trong đó. Lăn bề nào, trở bề nào cũng đều là soi rọi tiếp thu phản ánh cái hình tượng của sự vật sơn, hiện tượng sơn hà đại địa trong đó. Ờ, nếu cái tấm kính của mình này, như kính của mình đó mà có miếng này mình đưa về thì nó ảnh ra hiện đây, phía sau này không có, hoặc là lắp cái đèn ngược lại phía sau là nó không có nữa. Còn đại viên cảnh đây là kính, là gương, nhưng mà bề nào lăng bề nào cũng đều là tiếp thu hình ảnh sáng rực rỡ sắc màu, cho nên ta dùng kêu mình đại viên cảnh. Chữ viên đó, đạo Phật sử dụng cái chữ viên là viên mãn, sử dụng chữ viên là tròn, nó giống như còn đi cái này là để dây thì được, mà để nguyên một bề khác là không để được, tại vì nó có viên. Mà đạo Phật gọi là thành tựu viên mãn, có nghĩa là nó tròn đầy giống như còn đi mà thật là tròn. Thế thì làm nó cầm để bề này, cầm để dây là để đứng dây, mà nó nguyên qua một trăm tám mươi độ bề khác mà cầm lên là để xuống vẫn đứng mà không có lăn, là tại vì nó viên, nó không có yêu cầu đòi cái khía nào, cái cảnh nào hết á. Thành ra cái là thành tựu cái đại viên cảnh trí đó. Cái trí này bây giờ nghĩa là không còn cái chỗ nào mà nó không, nó còn sai lầm được nữa. Cái trí tuệ toàn này không còn chỗ nào sai lầm được nữa, gọi là đại viên cảnh. Đồng thời khác với cái vô cấu, gọi là bây giờ gọi là vô cấu thức. Thành ra trí còn cái thức, mà trí thức này là trí thức vô cấu, trí thức đại viên cảnh. Đấy, học như vậy đó chứ. Cái người biết học đó là trên bước đường tu tập mình là mình phải chuyển thôi à, mình phải chuyển thôi à, cái bài tụng mình gì đó bây giờ cái đầu bây giờ phải nói trớn. Thí dụ như đại vụ cái địa vị tư lương thì phải là nãi chí vị khởi thức cầu trụ vị thức tánh ư vị thủ tùy miên du vị năng thục gì đó, đó là tư lương đó. Còn gia hạnh đó, hiện tiền lập hiểu vật vị thị vị thức tánh vị hữu sở đắc cố thi thật trụ vị thức, rồi địa vị thông đạt á, nhất thời ư sở duyên trí đô vô sở đắc nhĩ thời trụ duy thức ly nhị thủ tướng. Còn rồi tới đường duy tu tập nè, vô đắc bất tư nghì thị xuất thế gian trí xả nhị thô trọng cố tiện chính đắc chuyển y. Phải nhớ cái chữ chuyển y, tu là chuyển chứ không có vụ cầu nguyện gian sinh à. Cho nên nói lâu quá là tôi nói nhiều đó, cho nên là có những người đệ tử tôi nói giờ kinh của sư ông á, giờ đem giờ xé bìa xé bôi quẹt gì tổng hết, rồi đem ra nói rồi đọc cũng biết kinh của sư ông nữa. Nghĩa là nói hồi giảng hồi là cũng gọi là chống mê tín, chống cầu nguyện gian sinh, chống đại lục, mà là phải chuyển
chuyện quá chứ còn cho mà gửi gắm bất cứ cho ai thì toàn bộ của cuộc đời tôi không có nói cái đó. Cho nên là các đệ tử tôi nói nghĩa là kinh tôi bỏ đầu xé bìa hết đọc cũng biết của tôi nữa. Phải nhớ là tiền chứng đắc chuyển y, tức là chuyển phiền não thành niết bàn, chuyển sanh tử thành bồ đề. Ở đây cũng vậy đó, đại viên vô cấu đồng thời phát chiến cái tên mà vị thức thích đó, thành ra cái vô cấu thức, và trí đã thành ra cái trí đại viên cảnh. Cho nên mình tu mình đã chuyển không à, phải để ý cái đó mà tu tập. Mình mà không tự chuyển qua cái phiền não của người mình là cái trí đại viên cảnh. Cho nên mình tu mình phải chuyển không à, phải để ý cái đó mà tu tập. Mình mà không tự chuyển qua cái phiền não của người mình của mình thì là không làm sao được hết. Còn cái chuyện mà cái đức tin mà mình niệm Phật hay là mình cảm ơn Phật, cảm ơn thầy tổ này kia đó, cái chuyện đó thầy dạy Phật đó thì là sáng tạo ra triển khai cái giáo lý để cho mình tu, thì mình tin tưởng, mình cảm ơn, mình kính lễ thì chuyện đó tốt rồi. Nhưng mà muốn cho đạt cái hiệu quả thành tựu một cái gì đó trên cuộc sống của mình, muốn tránh xa những cái khổ lụy cái đau thương nào đó, là phải tự mình tỉnh thức, tự mình có chánh niệm, rồi tự mình chuyển qua cái sai lầm đó, chuyển cái nhân đau khổ đó để nó thành ra không còn đau khổ, nó thành ra cái an vui. Phổ chiếu thập phương sát trần trung. Thế thì là cái đại viên cánh trí đó lúc bây giờ đó mà nhìn sự vật hiện tượng trong vô số, trong hàng hà sa số thế giới không bao giờ sai lầm nữa. Sắc trần trung, thập phương sắc trần trung có nghĩa là vô số thế giới trong mười phương, nhiều như trong ngàn muôn ức số cát của sông Hằng, nhìn không bao giờ sai lầm nữa. Đó. Thế thì là cái đệ bát A La Gia là cái thức cuối cùng mà chuyển nó thành đại viên cảnh trí rồi, là phổ chiếu thập phương sắc trần trung, nhìn sự vật hiện tượng trong hàng hà sa số thế giới trong mười phương không có sai lầm, vì có cái vô cấu thức, vì chiếm nó thành ra là đại viên cảnh trí. Do vậy cho nên là đừng hỏi Đức Phật thì chứ còn nhân quả không, không còn, không còn, vì cái lẽ là nếu mà cái người mà học kỹ ta học cái thập bát bát cộng pháp của Phật rồi thì các nghĩa quá dễ vào qua đây. Phật là có 18 cái pháp bất cộng, nhất thiết thân nghiệp, nhất thiết khẩu nghiệp, nhất thiết ý nghiệp, tùy trí huệ, luôn luôn là trí tuệ, sử dụng bằng trí tuệ. Trí tuệ là cái động cơ nó biểu hiện ra ba nghiệp thân khẩu ý, thì làm sao mà có cái nhân đen tối nào nữa mà phải chịu cái nhân nào cái quả nào chứ, không còn nhân quả. Ở ngoài ánh sáng mặt trời rồi thì không có cái vụ là nhân là cúp công tắc cho nên cái nhà bị tối, cho nên cái chỗ cái môi trường bị tối, không còn nhân mở cái công tắc điện mà làm cho cái môi trường được sáng, không có. Do vậy mà hết nhân quả rồi. Thế là ý nghĩa của đề bát A La Gia thích có ba nghĩa: năng tàn, sở tàn và ngã ái chấp tàn, thẩm sâu mênh mông diệu vợi, suy tư nghĩ ngợi giảng đơn của những bộ óc đơn giản, không sao hiểu thấu triệt được. Đề bát thích ví như cái vịnh, cái dền, cái vực vừa lớn vừa sâu, bảy thức trước
nương nơi đệ bát xích mà sinh tồn hiện hữu. Thi thố tác dụng của mình giống như sóng mòi do cái lực gió, gió thổi sóng lao sao, sóng lao sao gió thổi, gió thổi sóng lao sao, cứ như thế không rời ngoài cái vực kia mà có được. Do vậy cho nên là cái bài học trước đó, y chỉ căn bản thức ngủ thức tự duyên hiện hoặc câu hoặc bất câu như ba đào y thủy, ý xuất thường hiện khỉ từ sanh vô tưởng thiên cập vô tâm nhị định thùy miên giữ mộ. Học cái đó nó ăn như thế này đó, đây tôi thoát yếu cái đó đó, tất cả đều ý chỉ bảy thức trước đều ý nương ở đây căn bản thức. Nhưng mà năm thức là tùy theo duyên mà hiện, có lúc đủ năm thức một lượt, có lúc thì hoặc một hoặc hai hoặc ba hoặc bốn, giống như sóng mòi trên nước vậy. Chỉ có ý thức là luôn luôn là hiện khởi nha, nhưng mà có năm trường hợp là ý thức cũng vẫn gián đoạn, là nhập hai cái định vô tưởng định và từng định, thì ngủ say chết ngất. Do vậy mà năm cái trường hợp đó mà tới chừng là qua rồi mà ta vẫn còn nhớ được sự kiện, ta còn nhớ được 18 năm sau, 22 năm sau, thậm chí là 70 năm sau mà còn nhớ được là do đâu? Là do cái thọ quân tiền chủng căn thân khí của đệ bát thức, của a lại gia thức đó. Vì đó là cái kho, chứ tàn có nghĩa là kho, năng tàn sở tàn, đó là cái kho đó. Để đó xích là cơ sở, là kho tàng tiếp thu và quân tập chủng tử vạn pháp, từ chủng tử duyên khởi mà hiện hành động, mà hiện hành động vật căn thân hữu tình, khoáng vật thực vật như là thế giới vô tình, tất cả đều nằm gọn trong đệ bát a lại gia. Cho nên là gọi là thọ quân tùy chủng căn thân khí, kể động vật thực vật khoáng vật đều nó duy trì, nó tiếp thu. Đệ bát a lại gia nhìn về mặt sinh diệt, sinh thì a lại gia sinh trước, khi diệt a lại gia diệt sau, diệt sau cùng. A lại gia là ông chủ đối với tiền thất thức, bên hữu tình. A lại gia cũng là ông chủ đối với vạn pháp sinh sinh quá quá vô tình, của sự vật vô tình vậy đó. Bồ Tát tu hành đến đệ bát bất động địa không còn gọi là a lại gia nữa, bởi lẽ a lại gia là cái kho chứa đựng chủng tử hỗn hợp, tốt có mà xấu cũng nhiều. Bồ Tát tu tập đến đệ bát địa, tức là bất động rồi, thì chủng tử tạp nhiễm phiền não đã được thanh lọc hết. Và lại nói về quá trình bất động, hàng Bồ Tát đã được vào đệ tam a tăng kỳ kiếp, cho nên cái thức hỗn hợp ấy xả bỏ là cái lý đương nhiên, để thay vào đó là cái tên là dị thục thức. Cho nên cái giáo án mà tôi biết như vậy đó, mà ai mà để ý mà tìm đạo Phật thiệt á thì học rất là cô đọng mà dễ hiểu nữa. Đương nhiên là phải cần phải nhờ hướng dẫn vậy nè, phải triển khai vậy, chứ còn không có là đọc cũng không nổi đâu. Đến khi chứng địa vị đẳng giác, cái tên dị thục thức cũng không còn lý do tồn tại, bởi vì vấn đề nhân quả đến đây không còn cần thiết nữa. Sau địa vị đẳng giác, đệ bát thức được cái tên là vô cấu thức, và chuyển vô cấu thức này thành ra cái trí đại viên cảnh, tức là cái thứ trí tròn trịa vô song, cái trí lớn lao không bờ mé, trong sáng như một thứ
kinh tuyệt trần. Và đại dương cánh trí ấy gọi soi xét khắp hằng hà xa số, bất khả thiết, bất khả thiết a tăng kỳ thế giới trong mười phương. Rất là rõ ràng, rất là rõ ràng. Cái chữ bất khả thiết đó, nó có hai lần, nói một lần thì là còn nghĩ nghỉ ha, mà nếu mà nói thêm hai lần là hết, hết nghĩ nghỉ được. Nên hiểu đó là cái từ mà rất nhiều của đạo Phật. Hằng hà xa số đã là nhiều rồi, rồi vô lượng vô biên a tăng kỳ, hằng hà xa số đã là nhiều rồi, rồi bất khả thiết, bất khả thiết hằng hà xa số lại nhiều nữa. Đại để lần số vậy đó. Cái chữ đó thì đừng có thắc mắc gì hết đó. Nó là vậy đó. Để nói lên nó có nhiều, không có thể nói được nữa. Một lần bất khả thiết thì ít hơn là cộng thêm một lần thứ hai. Thế thì mình đọc cái đề bát xích lệ đây nè. Bây giờ mình học cái đề pháp thức. Cái bài tụng này là nói về đệ pháp thức. Bài tụng rằng: đế chất hữu phú thông tình bổn, tùy duyên chấp ngã lượng vi si, bát đại biến hành biệt cảnh huệ, tham si ngã kiến mạng tương tùy. Đế chất hữu phú thông tình bổn, tức là cái đề pháp thích đó nói về cảnh, trong ba cảnh đó là tâm cảnh, đối chất cảnh và độc ảnh cảnh. Cảnh thì nó có ba nhé. Tâm cảnh là cảnh thực phải có, ví dụ như núi sông đất liền trời mây non nước cỏ cây hoa lá, ở đây là bình bông, là tâm cảnh đối với nhãn thức. Rồi đối với cảnh đó là bây giờ không có bình bông nữa, nhưng mà bây giờ mình nhớ nó có bông cúc, à bên đây đi mua bông cúc nha. Thế thì tâm trí của mọi người là nhớ bông cúc là cái loại bông vàng, mà đây là cái bông cúc tiểu muội. À, mua bữa nay đi mua cúc tiểu muội nha, đừng có mua cúc đại đoá. À, đại đoá là cái nó to bằng cái chén vậy, gọi là cúc đại đoá. Còn cái này là cái bông cúc, mà bông cúc này nhỏ vậy. Thế thì hôm nay anh hay là chị hay là em đi mua cái cúc tiểu muội á, vì em thích cái cúc tiểu muội hả. À, thế thì là cái người anh này đó, cái anh này là em có cái là sự em thích cái cúc tiểu muội thì anh mua cái cúc tiểu muội em. Xong rồi nó đi ra chợ là thời gian mà ở em rồi là trong trí tự trong nhà mà mang cái ý nghĩ mua cúc này là phải tìm cái cúc này nè, cái cúc mà mình đã ở em rồi đó. tức là cái loại cúc bông nhỏ. Mấy ông người đấy có số là tôi nghiên cứu, tôi cười bể bụng, cưng quá đi, cái gì cũng ở em hết trơn. Nó đòi những cái kia là tréo cẳng nhọc, người ngoài nghe cái đáng lẽ là phải rầy đó nha, mà anh ta không có rầy, ở em à. Cúc ra thì là có nhiều cái nó hoa đẹp hơn nữa chứ, mà tại vì anh phải mua cúc tiểu muội cho em à, chứ cúc đại đó em không chịu, bởi vì em tên là cúc mà em còn trẻ chứ không phải em là già, cho nên là cúc tiểu muội nó tượng trưng cho cái sức cái sống nó còn trẻ, cho nên anh mua cúc tiểu muội cho em, chứ còn anh mua là mimosa hay là lis hay là rojo gì đó em cũng không chịu hết á. Thế thì là tại vì cưng quá cho nên là mặc dù là mình thích cúc bông to đẹp hơn, nhưng mà nó tại cái tên em là tên cúc đó mà, hay là nhiều thứ hoa khác đẹp hơn, nhưng mà giờ nó tên em tên cúc thì anh mua đó cho em à, em liền.
Thế thì là cái đệ bát thức này nó thuộc về đới, đới chất, đới chất cảnh, đọc ảnh cảnh và tánh cảnh. Tánh cảnh là cảnh chân thực có. Còn đới chất là cái nói nãy giờ đó. À, em mua cúc tuổi muội là từ đó là nhớ hình ảnh của cúc tuổi muội, chứ còn cái hình ảnh mà cúc đại đó không có trong 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 trí của anh này. Bông hồng cũng có trong trí của anh này, bông lis cũng có, bông đại lưa cũng có trong trí anh này, mà em nhất định là đi tìm được cái tuổi muội gì đã ở em rồi đó. Thế thì cái hình ảnh mà từ nhà đi chợ đi làm về ghé mua cho được cúc tuổi muội, chứ không mua cúc khác, không mua bông khác. Đó là cái hình ảnh, đó là gọi là đối chất. Là đối chất tức là chỉ đối tức là ma, chỉ chất tức là bản chất. Nó đã cưu mang một cái bản chất, một cái hình ảnh đó, cưu mang cái hình ảnh, cái bản chất đó ở trong trong trí của mình. Rồi ở thế gian là người ta, người ta thương yêu người nào mà thương yêu người nào mà thứ nhất là giữa cái tuổi mà tuổi trẻ, tuổi trẻ 18, 20, 22, trời ơi đối chất biết là bao nhiêu. Gặp cái là nhìn dòn qua cái là tình trong như đã rồi, chỉ có cái là mặt ngoài còn e thôi à. Rồi từ đó nó mang cái đối chất đó, mà mang vừa vừa đó thì còn giải tỏa nổi, chứ mà nó mang nhiều quá đó. Thì giống như một cái nàng mà bị đối chất bài thơ thôi à, mà chết á. Bài thơ mà tôi nói rằng là của thơ hộ á: khứ niên kim nhật thử mong trung nhân diện, đào hoa tôn ánh hồng nhân diện, bất tri hà xứ khứ, đào hoa y cửu tiêu đông thông. Hồi năm ngoái tôi tới chỗ cái nhà này, tôi nhìn trong đó tôi thấy có một cái cô gái đẹp lắm, cái mặt hồng, da hồng mà mịn lắm, nó đẹp như là cái hoa hồng vậy. Nhưng mà năm nay tôi cũng đi thanh minh nữa, tôi tới đây tôi nhìn sao lại trong cái nhà này, không biết là cái cô mà cái mặt hồng đẹp như hoa hồng này cô đi đâu rồi ha. Mà bây giờ chỉ còn ở ngoài xanh này cái hoa đào á, năm ngoái nó cò nó đông đưa, nó lẳng lơ nó chào đón, bây giờ cũng còn hoa đào chào đón và đông đưa đó, mà cái cô mà cái mặt hồng da mịn này đâu rồi tôi không biết hết. Viết cái câu thơ đó ở trong cái da của cái cây ở ngoài trước ngõ ấy. Thế mà nghe là tốn tội cái hình ảnh của cái người viết ra bài thơ, vì đối chất làm chết người. Với những hình ảnh của người viết bài thơ, thấy cái người viết cái bài thơ như vậy, tim nó quạt lên, quạt lên rồi tổn tội ra đối chất. Hình ảnh của một người đối chất mà thực chất là chưa thấy, vậy mà đối đại à. Tổn tội đại là giống như tổn tội cầu thủ nào đó vậy đó, dù vậy đau khổ tới với một năm sau là gần chết. Thế thì là thôi họ đi tới nữa thì nhìn ra trong cái nhà của cái người mình đó, mà khổ lắm. Mình có cảm tình chỗ đó rồi, là đi năm trước rồi, năm sau cũng ghé viết bài thơ, rồi năm nay đi đến Minh cũng ghé nhìn vô cái nhà đó, khổ vậy đó. Bởi vì là khi mà yêu ai là yêu cả đường đi, cho nên là cái chỗ của cái người mà nhân diện đào hoa cho cánh đồng đó, cái chỗ đó thì dòm vô cái chỗ đó nó cũng khoái nữa, chứ đừng nói thế. Dòm tìm gặp cái chỗ đó thôi, hy vọng rằng là được gặp cổ. Nhưng mà kỳ này là nghe là cổ sắp chết rồi. Vô nhà hỏi thấy là cha mẹ đã khóc rồi, than là cái hỏi gì vậy. Nói là cái con của tôi là bị cái bà thơ ai giết ở ngoài đó, đó. Mà giờ nó thương, nó yêu, nó cảm, thành ra nó tương tư thất tình rồi, giờ nó chết rồi. Cái ông kia ông nói, ồ có tôi đây là thơ hộ tới, có thơ hộ tới đây nè em. À, cái là tôi đang mở mắt ra, cái này tôi vẫn chưa cười được. Cái bài thơ của thơ hộ viết, hôm nay có thơ hộ tới đây nè em, là cái tỉnh ra, cái từ từ mở mắt ra, cái cười. Cái chữ đó là đối chất đó. Tôi nói như vậy để cho nên là trong tất cả là ai cũng có thể biết rằng hàng ngày mình có
mình có sống bằng đối chất. Chứ không phải là tôi nói cái vụ đó nó để làm gì, nó hơi mình mong vậy đó, nhưng mà để tôi thấy rõ là cái đối chất là vậy. Đối chất là nó mang theo cái bản chất của một cái hình bóng mà đã có sự thật. Nhưng mà đối chất cái nỗi như là mang cái hình bóng, không phải hình bóng mà là bài thơ, đó là cái đối chất nó còn khủng khiếp hơn nữa. Cho nên có người ta đọc cái văn thôi mà ta tự yêu cái người đó, giàu không biết, không thấy, không gặp. Đó là một hình ảnh của nó biến dạng của đối chất. Tưởng tượng ra cái loại văn này nó phù hợp với tâm tánh mình, tánh tình này biểu lộ văn này thì nó hợp với cái tâm tánh của mình, mà tự nhiên là cảm tình và thương. Cho nên có người đọc cái lời đọc tiểu thuyết đó, không phải thương bằng những cái tình tầm thường, nhưng mà mê văn của cái nhà văn, mê văn của nhà văn rồi tự nhiên không biết là ai, không cần thấy, nhưng mà tự nó quý người ta. Thì cái đó là đối chất. Cái gì là cái đệ đối chất này là nói về cảnh đó. Ba cảnh thì nó là cảnh đối chất, chứ không phải là tâm cảnh, không phải là độc ảnh cảnh. Nhưng mà nếu mà đối chất mà nó nặng hơn chút ha, thì nó thành ra độc ảnh cảnh. Mình không thấy cái người viết bài thơ. Vậy mà bây giờ mình tưởng tượng ra cái người viết bài thơ đó hình dạng như thế này như thế kia, chẳng hạn như tưởng tượng ra một cái tướng hình ảnh của Thôi Hộ, mà kỳ thật chưa thấy Thôi Hộ. Thế thì là từ cái đối chất nó có thể chuyển sang là nó biến dạng ra thành độc ảnh. Nhưng mà dù sao đi nữa nó cũng có cái bản chất ở trong cái giọng văn bài thơ. Còn cái chủ phú đây là gì? Đại mà cái mình học mà muốn học cho nó giỏi là phải là thứ đệ nhị năng biến thị thức danh mạc na y bị chuyển duyên bị tư lương như tánh tướng tứ phiền não thường câu vì ngã si ngã kiến tinh ngã ngàn ngã mạng ngã ái cập như xúc đẳng câu hữu khú vô ký nhiếp tạ tỳ sở sanh sở hệ a lớn diệt định xuất thế đạo vô hữu. Thế thì ở đây ta nói là thánh di vô phố ngũ biến hành. Cái tánh của đối với ba tánh đó mà, thì để thích thức là cái tánh khoan xin lỗi ạ, đối chất chứ. Tánh di vô phú, cái câu đó là câu của đệ bác. Ở đây là đệ bác thích là đối chất hữu phú thông tình bổn. Thế thì mình học hôm trước rồi đó, ta cho biết rằng là đệ thất mạch nào tánh của nó là hữu phú vô ký. Đối chất hữu phú nó là hữu phú vô ký, hữu phú vô ký nhất. Có nghĩa là vô ký mà là hữu phú. Cái từ này phải để ý mà học. Nếu ta có một ly nước trong thật là trong thì nó là cái ly nước sạch, nước trong thật là trong, không có cặn bã, không có màu sắc gì trong hết. Thế thì cái tấm nước đó là tấm nước vô ký. Nhưng mà nếu chúng ta có chế vào trong đó một chút rượu cũng vẫn trong vẫn trắng, gọi là rượu đế đấy mà, chế tha vào trong đó, thế thì cái ly nước đó nó không còn gọi là vô ký nữa, mà nó là hữu phú vô ký. Do vậy cho nên là cái ly nước đó nếu mà bưng uống như người thường, nhất là phụ nữ, uống là bị sai, là vì nó có cái chất rượu, dầu nó vẫn trong vắt, vì rượu đế cũng trong vắt, mà nước sạch cũng trong vắt, chế vô cũng vẫn trong vắt, mà không phải là vô ký, mà là hữu phú vô ký. Nó có cái chất rượu đế, mà rượu đế có nghĩa là có pha trộn chất men, cho nên uống có thể say người. Thế thì là đối chất hữu phú. Cái tính chất của mạng ngã thức là ngã si, ngã kiến, ngã mạng, ngã. Cho nên cái đó chính vì cái chất ngã đó, nó si gì ngã, mạng gì ngã, kiến chấp gì ngã, yêu thương vì ngã,
Cho nên là nó là hữu phú. Nó bị cái chữ phú là che nha, chứ không phải là giàu đâu. Nó bị ngăn che, nó không còn là trong sáng nữa. Giống như là người mà mang cái kính màu mà nhìn trời, bầu trời quang đãng vậy. Người mang một kiếng màu hồng vẫn thấy bầu trời, vẫn thấy trời. Mang kiếng màu phối vẫn thấy trời. Nhưng mà thấy trời đó là trời đó, không phải là mình thấy thật thấy trời đâu, mà qua một cái màu, bị che bởi một cái màu rồi. Còn cái đệ thất mạt na này thì luôn luôn là bị cái ý niệm chấp ngã của nó. Si gì ngã, kiến chấp gì ngã, mạng gì ngã, ái gì ngã. Cho nên gọi nó là hữu phú. Đó chắc hữu phú thông tình bổn. Hai cái chữ này khó học lắm nè. Học lơ mơ là chết à. Mà thầy giáo giảng lơ mơ cũng chết luôn. Cái chữ tình á là chỉ cho cái sự chấp ngã mà nó duyên với cái cảnh đó chấp. Nó chấp ngã đây là nó dựa trên cái hiện tượng sự vật, dựa trên núi sông đất liền trời tăng mây nước cỏ cây hoa lá, động vật thực vật khoáng vật, nghĩa là mọi sự vật bên ngoài này, nó nương gá vào những cái hình ảnh của sự vật đó mà nó chấp ngã. Thế thì ta gọi là tình. Cái ý niệm chấp ngã đó ta gọi là tình, tức là chấp ngã dựa trên hiện tượng sự vật. Nó còn một cái thứ chấp ngã nữa, không có cái mang cứ mang cái hình ảnh của sơn hà đại địa hiện tượng sự vật nữa, mà nó vẫn có. Đó là cái lúc mà người ta tu tập thiền định, cái tâm của người ta hoàn toàn ta samatha tất cả những cái pháp trần về quá khứ, người ta chặn đứng tất cả những cái triển vọng, cái ham muốn về tương lai. Thế thì tâm người ta trụ ở đây một cái cảnh rất là an lành, là thanh tịnh, mà không có một cái niệm nhiễm ô nào. Thế thì lúc đó đó cái đệ thất thức vẫn còn hiện hữu, mà không có duyên với cái hình tượng mang theo của núi sông đất liền trời trăng mây nước, không có duyên mang theo một cái bất cứ một hình tượng nào. Thế thì ta gọi đó là dĩ tâm duyên tâm, dĩ tâm duyên tâm chân đối chất. Đối chất có tờ đối chất và chân đối chất. Lấy cái tâm mà duyên theo cái hình ảnh của núi sông đất liền trời trăng mây nước, của thực vật động vật pháp vật, của hữu tình vô tình, để mà khởi ra cái ý niệm chấp ngã, thì cái đó là dĩ tâm mà duyên cảnh. Dùng tâm mà duyên cảnh gọi cái đó là đối chất, đó là tờ đối chất. Thành ra đối chất có hai thứ, một là chân đối chất, hai là tờ đối chất. Còn dĩ tâm duyên tâm đây có nghĩa là mình không dùng cái tâm để nó tính, nó không có tương quan tác dụng với hiện tượng sự vật, mà con người vẫn hiện hữu tồn tại mà không hề có ý niệm chấp ngã bởi một cái hiện tượng sự vật nào, bởi cái hình ảnh của hiện tượng sự vật nào. Thế thì lúc đó cái tâm thanh tịnh hoàn toàn đó ta gọi là dĩ tâm duyên tâm. Cái tâm của mình vốn nó thanh tịnh, vốn nó trong sáng, cho nên đâu có cái đối tượng nào để nó duyên đâu, mà chỉ còn là một cái tâm thanh tịnh mà thôi. Mà tâm thanh tịnh đó là chỉ có cái người phải có tu tập thật sự, phải vận dụng samatha để ngăn cái vọng tâm vọng niệm về pháp trần của quá khứ, và phải samatha, phải chặn đứng cái niệm lự mà mong mỏi trong chờ triển vọng tương lai. Thế thì bây giờ cái tâm ta hoàn toàn thanh tịnh, đó là dĩ tâm duyên tâm. Nó duyên với cái tâm thanh tịnh hoàn toàn, không hề có đối tượng. Tâm của con người thì nó là thanh tịnh, cho nên không có đối tượng mà vẫn có là gì, cái tâm thanh tịnh của mình. Cho nên nó không có hình ảnh, không có đeo mang của hiện tượng vạn pháp mà thôi, chứ không phải là không có. Thế thì cái lúc mà cái tâm mà
cái mặt đa thức mà nó chân đứng được cái pháp tầng của quá khứ và cái triển vọng ảo ảnh của tương lai, mà nó duyên với cái tâm thanh tịnh vốn có của mình, thì gọi là dĩ tâm duyên tâm. Lúc đó thì gọi được gọi là chân đó chất. Cho nên cái đó chất là nó có hai thứ, cho bạn nó hữu thú rồi nó đeo mang, nó duyên với cảnh vật bên ngoài, rồi nó hoàn toàn là nhiễm ô. Không phải vậy, sử dụng tạo đó chất thì nó trở thành nhiễm ô, còn sử dụng chân đó chất thì nó cũng không nhiễm ô. Cho nên chứ tình bổn, chứ thông cả tình bổn, tức là thông cả duyên đó chất của ngoại cảnh, mà đồng thời nó cắt đứt hết cái hình ảnh đeo mang kèm theo của ngoại cảnh, mà nó duyên tâm, duyên cái chân tâm thanh tịnh của chính mình, thì lúc đó đó là chân đó chân. Nhớ được chuyện đó là nó kèm, nó mang theo một cái hình ảnh. Hằng ngày mình bị cái đất chất dữ lắm. Đó chất hữu vô thông tình bổn, tùy duyên chất ngã lượng vi phi. À, còn nhiều là cái đệ bát mặt na, đệ thất mặt na này đối với ba lượng mà: hiện lượng, tỷ lượng và phi lượng. Đệ lục ý thức thì đủ ba lượng: duyên với hiện lượng, duyên với tỷ lượng, và cũng có lúc nó phi lượng. Hiện lượng nó có chân hiện lượng, tạo hiện lượng, tỷ lượng nó cũng chân tỷ lượng và tạo tỷ lượng. Còn phi lượng thì là hoàn toàn là sai lầm rồi. Thế thì là cái đại thức thích này á, tùy duyên chấp ngã. Cái chữ tùy duyên đây có nghĩa là nó, cái đối tượng mà của nó chấp đó nè, nó thay đổi vô cùng vô tận. Khi mà nó duyên với con người thì nó sinh ra cái ý niệm chấp ngã ở nơi con người, mà nó duyên với nó, thí dụ như là nó duyên với con người đồng loại đồng chủng với nhau, thế thì lại nhìn con người ta, nhiều khi người ta dáng vẻ thì người ta không đẹp, không sang, người ta rất tốt, rất đạo đức. Còn có người thì dáng vẻ rất đẹp, rất sang, mà có khi tâm hồn không đẹp, không sang. Ấy thế mà cái ý niệm chấp ngã này đó mà nó quên đi, nó nói hả, người nào mà coi có vẻ sang trọng, bảnh bao, quý độc là người đó tốt. Không phải vậy. Ngược lại, cái người nào coi không đẹp, không sang, coi tầm thường, người ta không trải chuốt, người ta không đua đòi, nhìn thấy nó người này tầm thường. Không phải vậy. Vậy mà để thách thức phần nhiều là nó tùy duyên chấp ngã lượng vi phi, nó chấp sai lầm vậy đó. Không phải hay nhìn cái dám quý tộc là người tốt, không phải nhìn cái người rất bình thường, thậm chí tầm thường là người thường đâu nha. Ấy thế mà phần nhiều là cái chấp ngã của mạng na thì rất là sai lầm. Đợi đây cái một tùy duyên nè, nhìn nó là mặt trời. À, mặt trời sao mà lại là có ra cái ánh sáng lạ quá vậy ha, cái ánh sáng này làm cho cái lợi ích của con người nhiều quá vậy. Vậy là có cái âm, à có cái âm mặt nhật, thế là nảy sinh ra thờ một vị thần mặt nhật. Chứ kỳ thật là mặt nhật nó có cái ông nào đâu, vậy mà người ta tin rằng có cái ông mặt trời, ta thờ cái thần mặt trời. Nhìn trăng có thờ thần mặt trăng, thấy nghĩa là sống cuồn cuộn ào ạt ngoài biển nhiều ghê quá. Tôi nói ô, thế thì là bữa nay bà Thủy Long đã xuất hiện đó. Thế thì chấp ngã vì là thấy giải quyết không được cái vấn đề nước lũ, nước cuộn, sống còn ha. Thành ra gọi là bà Thủy Long. Thấy một cọng nước rơi xới nó lóc, nó cuốn cả nhà cửa con của ta, nó đem đi làm một hai cái số mới thả xuống. Nó đây là có cái sức của cuồng phong, mà đây là do ông rồng, do Long Dương làm mà ra.
Thế thì là nó tự nhiên chấp ngã, là nó cho là có Long Dương, có ông rồng. Mà kỳ thật ngày nay ai cũng biết người ta cắt nghĩa không có ông rồng gì hết đó. Đó là hiện tượng của sự vật động, của không khí nó biến chuyển bất bình thường. Cái chữ tự nhiên chấp ngã là vậy đó. Rồi á, bữa không có người mà gọi tôi từ đây mà gọi lên tôi á, trên Tân Quyên á, bữa mùng 5 tháng 5 á, gọi xin như là một mớ xin rồng. Tôi hỏi xin làm gì, tôi tưởng đâu xin làm thuốc rồi tôi còn ráng, tôi chặt tôi cho. Thế thì tôi nghe là tôi nghi rồi. Tôi quên bữa đó mùng 5 tháng 5 đi. Xin rồng bên tôi thì dữ lắm, nhiều lắm, thiếu gì, muốn bao nhiêu cũng có. Thế thì tôi nghe xin rồng, tôi lấy làm lạ, tôi hỏi xin rồng làm gì. Nếu như đau lưng nhức mỏi mà ta đem xương rồng người ta cắt ra đó, rồi người ta sao rồi người ta nằm này kia đó để nó hết đau lưng nữa mà cộng với lá nhào rồi đó, thì tôi còn ráng tôi cho vài nhánh, ba nhánh năm nhánh thì cũng được. Ở đây tôi hỏi làm cái gì đó xin nói không nói. Ủa, tôi hỏi nó phải nói cho rõ lý do cho tôi biết xin để làm cái gì. Sau đó mới khai à, dạ bữa nay mùng 5 tháng 5 người ta nói treo cái này cái nó hết rồi. Treo này cái rồi không có vô nhà. Cái vụ này nó có phải vậy. Cái vụ mùng 5 tháng 5 này là người ta đi hái lá thuốc. Mà từ giờ mấy giờ tới mấy giờ người ta đi hái lá thuốc. Cái này sách có nói, nhưng mà còn cái tin thật là tôi cũng còn chưa tin đó mà. Bây giờ các cái nhà mà y học á, ở trên thế giới này người ta trích chiết xuất ở trong tất cả những cái cây cái lá mà không cần mùng 5 tháng 5, mùng 3, mùng 4 gì hết mà vẫn có công hiệu như thường. Thế thì mình tin vào cái thuyết là mùng 5 tháng 5 mình đi là hái lá cây rồi về làm thuốc đó, nó mới hiệu quả. Cái đó chưa có cơ sở gì khoa học đáng tin đâu nha. Hiện giờ là ta tìm ra được cái cây thuốc gì đó, ta chiết xuất ra, ta trích ra lấy cái tinh của nó à, đều làm thuốc được hết, mà không cần mùng 4, mùng 5, không cần tháng 5, tháng 6, tháng 7 gì hết. Bà là có chăng là tùy theo cái mùa của nó sinh trưởng, nó mọc, đây là ta lấy theo mùa. Còn riêng về một ngày thì không cần thiết lắm đâu. Cho nên là tôi nghe nói cái đó tôi nói thôi dẹp, đừng có nói được à. Cái đó là tùy duyên chấp ngã lượng duy thi. Chấp ngã rồi sinh ra cái lượng nhận biết sai lầm à. Vô số cái chấp ngã lượng duy thi à. Đi gặp một cục đá rồi tròn tròn lượng đem về cái lấy miếng da tay đỏ đắp lên cái để lại bàn thờ đốt nhang mỗi ngày lại gọi đây là ông tà, rất là trân trọng, rất là tôn kính. Thế là chấp tùy duyên chấp ngã lượng duy phi à. Còn cái ông táo bể hồi xưa, ông táo bể quanh ở ngoài mấy cái thủ chủ, mấy gốc cây mà có cái thủ chủ mà thờ bà cửu thiên thờ tổ thần đó mà, rồi gọi đó là ông táo, là không bao giờ dám đụng tới cái cục đó. Mà lỡ mà đi đứa nít nào mà là chạy chơi cho mấy cái đó ra về mà mai mốt gì đó có bệnh hoạn là đem ra cái chỗ đó đó làm bánh này, đường này, kẹo này, làm ngựa nè, làm nón là đem qua chỗ đó để cúng. Là bữa hổm do tụi con lội trên cái đó cho nên là bên đây phải cúng. Đó là tùy duyên chấp ngã lượng duy phi, nhiều thứ lắm. Cái chấp ngã của mặt na này là lượng duy phi, cái ước lượng, cái nhận thức của nó đó mà, cái nhận thức, cái phân biệt của nó là sai dữ lắm à. Cái một tùy duyên đây là vô số. Đúng sự vật này chấp kiểu này, đúng sự vật kia chấp kiểu kia, đúng môi trường nọ chấp kiểu nọ, đúng hoàn cảnh khác chấp theo kiểu khác, để người chấp sai lầm hết. Đấy. Bác đại biết rằng biệt cảnh huệ tham si ngã kiến mạng tương tùy. Cái đệ thất mặt na này nó tương ứng với 8 cái món đại tùy phiền não. Đại để là bỏ ra cái vô tạp quý, là điều cử, là hôn tầm, là bất tính, là giải đại, là phóng vật, là thất niệm, là tán loạn, là bất tính tri. Đó là 8 cái món đại tùy phiền não. Nó luôn luôn là tương ứng, luôn luôn là túc trực gần gũi với cái
kèm theo với cái đệ thất mạt na này gọi là bát đại biến hành. Tôi nói như năm món biến hành là xúc tác ý thọ tưởng tư và một món huệ ở trong biệt cảnh huệ. Cái món huệ này không phải là trí tuệ để đạt tới bồ đề bồ đề, mà món huệ này có nghĩa là nó có cái sự nhận thức, nhưng mà sự nhận thức của nó là nó tương quan với cái chấp ngã, thành ra là si kiến mạng ai, chứ không có cái trí tuệ để mà đạt tới bồ đề bồ đề. Nó tương ứng như bát đại biến hành, tám cái món đại tùy thiền não, năm món biến hành và một món huệ ở trong biệt cảnh, tức là dục thắng giải niệm định huệ. Cái món huệ đó đó, huệ đó không phải là trí tuệ để đạt tới vô thượng bồ đề, mà huệ đó có nghĩa là nó không phải là thực vật khoáng vật, mà nó là cái nhận thức của động vật, cho nên không phải là trí tuệ. Tham si ngã kiến mạng tương tùy, nó thường đi chung là với ngã là tham sân si mạng, rồi ngã si ngã kiến ngã mạng ấy luôn luôn là nó đi chung với các cái món phiền não. Ngã tham, ngã sân, ngã si, ngã ái, ngã kiến, ngã mạng luôn luôn là theo nó. Đó là cái sự biểu lộ hiện hành của đại thất mạt na là thường thường là sai lầm như vậy. Hết giờ là thân gần ở đây. Bất vậy nào có điều kiện nghiên cứu cái này hay lắm. Nó là phương pháp tu để mình nhìn mặt cái đối tượng của phiền não của vô minh rất là rõ. Cái nào thuộc về cố thức nào, cái sai lầm đó thuộc về cố thức nào, môi trường hoàn cảnh ra sao, cái sự sai lầm đó cố thức nào là chủ yếu, thức nào là thứ yếu. Tại ra là học kỹ rồi là khi mà nó xuất hiện là mình phát hiện là mình hóa giải nó gọi là chuyển. Chúng sanh vô biên thệ nguyện